Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị em, con có buổi sáng nha. Em Thịnh Bến Tre, hôm nay có mặt tại Sài Gòn ghé bãi bãi xe của bạn mình ha. Cho về em nhờ bạn mình lấy về giùm con Ford. Đây là Ford Laser 4 mâm 4 giỏ máy tính. Ford này là Laser đời 2000 nha anh chị nha. Máy số gầm em, lóc cửa nó lóc cửa chưa mở. Chất xe rất là đẹp anh chị ha. Bản 1.6 nha anh chị nha. Em này bản 1.6, máy số gầm còn ngon. Đăng kiểm thì cũng còn tới tháng 4 2023 mới hết kiểm. Phía trước này nó dán keo anh chị, để giờ em lột ra em sơn lại ha, cho nó đẹp. Cụm đèn cũng rất là mới. Thì em này bên mình đang bán giá tiền cũng rất là rẻ nha. Giá 105 triệu ha. Giá này còn có bớt chút đỉnh cho anh em nha. Và hỗ trợ sơn si tút bát theo yêu cầu của anh chị. Sẽ về tới Bến Tre em sẽ quay một cái clip chi tiết hơn anh chị ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em đi bằng em xe Karen. Lên xe đi luôn cậu ơi. Em đi bằng Karen máy dầu nè. Karen máy dầu 2010 à. 2007 cửa nóc số tự động điều hòa auto máy dầu CGDI turbo ha anh chị ha. Dòng này thì chạy rất là tiết kiệm, ở dưới Bến Tre em chạy đi đủ 300.000 đi lên đi về cũng dư á. Máy dầu dòng này thì nó tiết kiệm lắm anh chị ha. Siêu bền siêu tiết kiệm. Chạy sướng. Đăng kiểm tháng 4 2023. Máy số gầm thì khỏi phải chê rồi anh chị ha. Túp lô túp ly rất là đẹp luôn nè. Vô lăng màn hình số tự động rất là đẹp, điều hòa auto luôn, túi khí cửa sổ trời. Vô ngồi đi, tí xíu nó chạy lại tới á. Thì anh em nào mà thích xe này thì liên hệ cho em ha. Xe này thì bên em đang để muốn bán với anh chị em mình là với giá tiền là 300-500 triệu. Chỉ với 305 triệu nên em mình sẽ có một xe Karen mà máy dầu điều hòa là 2 dàn lạnh riêng biệt nè, số tự động điều hòa auto màn hình Android luôn nè. Phần ABS túi khí đầy đủ. Bây giờ mình tiến hành chạy qua bên chi nhánh 2 bên 7 số 2 đường Phú Mỹ quận 7 của em ha. Ở đây bây giờ lại đang ở Bình Tân. Giá bạn của mình lấy con Laser về Bến Tre phục vụ bà con. Giá nó rẻ ha. Giá còn 105 à. Rồi ok. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ, an lành, nhiều sức khỏe nha.